Rất là happy đấy. Cũng phải nói đây là một cái chuyến hành trình nó cũng rất là ý nghĩa, và là để cho đôi con với cả bố đôi con biết tới đất nước Việt Nam của chúng ta, đồng thời là cũng được bản thân anh em mình cũng được khám phá, cũng được nhiều nhiều chỗ, nhiều món ăn đấy, rất là nhiều món ăn ngon của đất nước Việt Nam mình. Và sau đây thì mình cũng giới thiệu thêm là Linh là cũng là người đồng hành thì Linh cũng xong rồi không được á? Đâu chưa thì là Linh ở ngoài này là Linh sẽ hỏi phỏng vấn thêm một vài phút nữa là anh Hoàng đây. Em hỏi tiếp là được biết là chạy xe ô tô là anh là người chạy à, biết chạy là xe ô tô thì cảm ơn câu hỏi của bạn rất là hay. Chạy xe ô tô thì là mình với cả Nam Hoàng là hai người cùng chạy đấy, nhưng mà chủ yếu mình là chạy chính, khi nào là mệt đấy, cung đường nào khó thì mình chạy, còn khi nào cung đường nó dễ dễ thì mình đưa cho Nam Hoàng chạy. Vâng, sau này sẽ xuất hiện của Nam Hoàng. Anh hỏi giúp em luôn. Như nào mà bỏ chạy? Bạn Nam Hoàng thì hơi nhút nhát tí là cũng chưa bao giờ va chạm với báo chí như kiểu là mình cũng là Linh. Đây cho anh dùng mấy quay không và chạm nhiều hơn, nhưng mà bây giờ nó cũng đỡ đỡ rồi đấy. Và thôi mọi người nhé, cảm ơn nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh có ghế ngoài Trung Nguyên không? Nam Hoàng đâu?
Bên này mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
321. Yeah.